con gọi là bố á, là con á. Ok. chủ biết rồi là hay trở là một cái tôi đúng không? Còn tuần trước thì hay thường cháu đi du lịch ở đà nẵng, còn thật ra là cháu hơi thật là muốn làm chọn của cháu. Thì cháu muốn hỏi là chú có đồng ý không? Được ạ. Được ạ. Con gọi là bố á. Được không ạ? Ok. Thế thì chú nữa bố muốn xem là cái gì? Cầu hôn đúng không? Cầu hôn? Cầu hôn của hai người. Cầu hôn, not cầu hôn. Cầu hôn. Có một vài từ mà mình rất ít khi sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cầu hôn và cầu hồn, chắc chắn là hai từ như thế. Vậy hơi xấu hổ một tí. Hôn là cầu cho người chết. Tức là cái câu hỏi của cầu hôn. We'll be right back.
happy. So cute. Where's your ring? Aww. Thank you.